Vừa qua tại Hà Nội đã diễn ra hội chợ giao dịch hàng xuất khẩu Chiết Giang lần thứ 6. Hội chợ giao dịch hàng xuất khẩu Chiết Giang lần thứ 6 có sự tham gia của trên 100 doanh nghiệp, trưng bày trên quy mô 150 gian hàng với 3 ngành hàng nổi bật gồm máy móc, thiết bị điện, điện tử, vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, vũ kim, dệt may, nguyên phụ liệu và sản phẩm tiêu dùng. Các sản phẩm trưng bày lần này tại hội chợ đã áp dụng công nghệ mới có tính ưu việt, được kỳ vọng sẽ mang lại những hợp tác tích cực cho các doanh nghiệp Việt Nam. Hiện Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á của tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Năm 2016, kim ngạch thương mại giữa Chiết Giang và Việt Nam đạt đến 6,7 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 12% so với năm 2015. Và về đầu tư, đã có 186 doanh nghiệp Chiết Giang đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư 1,68 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam cũng đã có 26 doanh nghiệp tại Chiết Giang với tổng vốn đầu tư 20 triệu đô la Mỹ.